Quý vị thân mến, trên đây là hình ảnh của chị Trang Lê, 38 tuổi. Và tình trạng da của chị gặp phải đó là bị lão hóa và cái vùng rãnh rồng cũng như đôi mắt rất là nhiều nếp nhăn này. Và hiện tại thì bác sĩ đang đi những cái sóc cuối cùng trong công nghệ nâng cơ, Bali nâng cơ siêu vi điểm. Thì một chút nữa thôi chúng ta sẽ được xem cái kết quả của chị. Thì quý vị thân mến, ngày Tết cũng sắp đến rồi đúng không ạ? Thì quý vị hãy nhanh chân đến với thẩm mỹ quốc tế Bali để chúng ta có thể hoàn thiện nhan sắc cho mình, để đón một cái Tết thật là rực rỡ nhá. Và đây rồi ạ, chị Trang đã làm xong cả mặt rồi. Thì quý vị hãy cùng xem cái kết quả của chị. Chị ơi, chị có hồi hộp với kết quả cả mặt của mình không ạ? Khá là hồi hộp em. Vâng ạ, vậy thì em sẽ mời chị xem qua gương chị nhá. Đó. Có khác không chị? Còn khác không với lại đúng không chị? Rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ da đã rất là căng bóng rồi. Và đặc biệt là cái phần rãnh rồng cũng như là đuôi mắt đã được xóa bỏ gần như là hết rồi. Thực ra da của chị Trang đáp ứng rất là tốt. Vâng. Mình cũng thấy thế đây, mình thấy khác hẳn hoàn toàn luôn. Vâng ạ. Da căng bóng và không còn chảy xệ nữa. Trong khi bác sĩ đang làm trẻ hóa từ trong khoang miệng thì chị có thấy dễ chịu không ạ? Lúc đầu thì thấy hơi tê tê, cắn cắn một tí. Thế ạ. Nhưng mà về sau và bây giờ thì chị thấy bình thường. Vâng. Nói chung là bắn trong khoang miệng thì khá là nhẹ nhàng đúng không chị? Thực ra mình chỉ hơi cái qua trong quá trình mình làm ấy, mình há miệng hơi lâu một chút thì nó hơi mỏi thôi. Hơi mỏi một tí. Còn rất là bình thường đúng không chị? Bên trong mình rất là nhẹ nhàng. Không nghĩ nó lại nhẹ nhàng như vậy. Trong mặt chị khác nhỉ? Đó thì khi mà ở dưới nhà tư vấn thì chị có chia sẻ là chị ở nhà thì cũng chăm sóc không được da không được kỹ lắm nên là da nó cũng bị lão hóa. Thì bác sĩ đã vừa phục hồi lại cái làn da cho chị rồi, đã trẻ hơn rất là nhiều rồi. Và em hy vọng là khi mà về nhà mình cũng chỉ cần có những cái bước chăm sóc da nó chuyên sâu hơn một chút, mình để ý đến da của mình một chút nữa thì da của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều chị ạ. Có gì nhờ các em tư vấn giúp chị nhá. Vâng ạ, vậy thì bác sĩ sẽ dặn dò chị giúp em với ạ. Ngay như đầu tiên mà em kiểm tra da chị ấy, thì em vẫn hướng chị là sau khi mình làm phương pháp này thì các bước dưỡng da, chăm sóc da và làm sạch da ở nhà thì chị vẫn đang sử dụng rồi. Và cái này thì chị tăng cường dưỡng ẩm và cấp nước cho em một chút để khi mà mình tạo được cái môi trường da nó ẩm thì là cái lượng nhiệt đưa vào và những cái sóng mình đưa vào ấy, nó sẽ tăng sinh collagen tốt nhất được. Đấy thì về kiêng khem thì chị không phải kiêng khem về ăn uống. Đấy, chỉ có lưu ý cho em về cái bước chăm sóc da của chị thôi. Đó. Như thế là ok rồi. Và một lát nữa các bạn sẽ đưa chị một cái tờ giấy hướng dẫn. Về nhà thì chị sẽ làm theo hướng dẫn để giúp em nhé. Vâng ạ, vậy thì chúng ta hãy cùng xem lại cái hình ảnh của chị Lê Trang đây ạ. Đó, trước khi làm công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm. Và sau khi làm thì quý vị có thể thấy là da đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Sau khi bác sĩ sử dụng cái công nghệ kết hợp sóng RF cũng như là Fortuna 6D thì da của chị đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, cái công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm này, quý vị lưu ý là công nghệ độc quyền tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Độc quyền nhé quý vị. Và cái công nghệ này sử dụng cái công nghệ đó là trẻ hóa từ trong khoang miệng, sẽ giúp quý vị lấp đầy những cái nếp nhăn này, săn chắc da và trẻ hóa cái làn da của mình. Như chị Trang Lê đây, quý vị có thể thấy đây là một minh chứng cho công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm. Và em xin chúc mừng chị về kết quả của mình đã nhận được ngày hôm nay chị ạ. Trông da rất là đẹp rồi. Cảm ơn em, vâng cảm ơn đội ngũ bác sĩ và chuyên viên tư vấn đã. Dạ, vâng ạ. Và quý vị thân mến, nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào cũng có thể gọi đến số hotline là 0386463463 để được giải đáp. Và hãy nhanh chân đến với thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã Ba Đình Hà Nội để có thể làm đẹp và cũng trẻ hóa làn da trong những ngày Tết gần tới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong những livestream lần sau.